ghen mắt ở trẻ sơ sinh. Đổ ghen là tình trạng phổ biến ở trẻ sơ sinh. Nguyên nhân thường do ống tuyến lệ bị tắc. Nếu không kèm theo viêm có thể điều trị cho trẻ ở nhà. Tuy nhiên, nếu ghen xuất hiện cùng với các triệu chứng khác ở mắt, chẳng hạn như đỏ, sưng hoặc đau, có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng hoặc một bệnh lý về mắt khác. Khi trẻ sơ sinh với những triệu chứng này sẽ cần đi khám bác sĩ. Trẻ đổ ghen có bình thường hay không? Đổ ghen mắt ở trẻ sơ sinh là tình trạng khá phổ biến và hiếm khi là một vấn đề lo ngại. Như đã nói, nguyên nhân phổ biến của chảy nước mắt là do ống tuyến lệ bị nghẽn. Nước mắt hình thành trong tuyến lệ, ngay phía trên mắt có nhiệm vụ giúp làm sạch và bôi trơn bề mặt của mắt. Ống dẫn nước mắt là một ống nhỏ nằm ở góc mắt gần mũi. Khi chớp mắt, mí mắt đẩy dịch nước mắt vào những ống dẫn này, sau đó chảy vào mũi. Nếu ống dẫn nước mắt bị tắc, dịch không thể chảy ra khỏi bề mặt của mắt. Tắc nghẽn có thể gây chảy nước mắt và dịch nhầy động lại ở các khóe. Theo Học viện Nhãn khoa Hoa Kỳ, gần 20% trẻ sơ sinh có ống dẫn nước mắt bị nghẽn. Tình trạng này có thể xảy ra do phần cuối của ống dẫn nước mắt không mở đúng cách khi em bé chào đời. Ống dẫn nước mắt có thể bị tắc một hoặc cả hai bên mắt của trẻ sơ sinh. Cách điều trị ghen mắt ở trẻ sơ sinh tại nhà. Nếu ghen mắt là do ống dẫn nước mắt bị tắc, thường sẽ tự khỏi mà không cần điều trị trong vòng 4 đến 6 tháng. Cha mẹ hoặc người chăm sóc thường có thể điều trị cho trẻ sơ sinh ở nhà. Trước khi chạm vào vùng gần mắt trẻ, cần rửa tay bằng xà phòng và nước ấm để tránh nhiễm trùng. Hãy cẩn thận rửa tay kỹ sau khi làm sạch chúng để tránh xà phòng bắn vào mắt bé. Để loại bỏ ghen, nhúng một miếng gạt sạch hoặc vải mềm vào một ít nước ấm sau đó nhẹ nhàng lau khóe mắt. Nếu bé bị cả hai mắt, nhớ sử dụng vùng gạt sạch để lau, nhằm tránh lây nhiễm. Cách massage ống tuyến lệ. Ấn nhẹ đầu ngón tay trỏ vào sống mũi bên trong của trẻ sơ sinh, bên cạnh ống tuyến lệ bị tắc. Thực hiện 2 hoặc 3 lần vuốt hướng xuống bằng ngón tay dọc theo bên mũi. Động tác này nên nhẹ nhàng và dứt khoát. Thực hiện massage 2 lần một ngày, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối. Nếu bên mũi của trẻ sơ sinh bị đỏ hoặc sưng, hãy dừng việc xoa ngay lập tức và liên hệ với bác sĩ. Điều trị ghen mắt ở trẻ sơ sinh. Ở trẻ sơ sinh, ống dẫn nước mắt bị tắc có xu hướng tự thông trong vòng vài tháng sau sinh. Tuy nhiên, nếu tắc nghẽn không khỏi sau 1 tuổi, bác sĩ có thể thực hiện một phương pháp can thiệp gọi là thông tuyến lệ bằng đầu dò. Thủ thuật này chèn một đầu dò nhỏ vào ống tuyến lệ của trẻ. Bằng cách nâng dần kích thước các ống nong, bác sĩ có thể mở ống dẫn nước mắt. Sau đó, sử dụng dung dịch nước muối để làm sạch ống dẫn nước mắt. Trước khi thực hiện thủ thuật này, bác sĩ có thể cho trẻ nhỏ thuốc nhỏ mắt gây tê hoặc gây mê nhẹ để làm giảm sự khó chịu. Ghen mắt do những nguyên nhân khác. Ghen mắt ở trẻ sơ sinh cũng có thể là một dấu hiệu của viêm kết mạc hoặc đau mắt đỏ. Các triệu chứng viêm kết mạc ở trẻ sơ sinh có thể bao gồm: ghen xuất hiện từ 1 đến 14 ngày sau khi sinh, mí mắt sưng, đỏ hoặc nhạy đau, mắt đỏ, khó chịu. Nếu viêm kết mạc là do nhiễm trùng, điều này rất nghiêm trọng và trẻ sơ sinh sẽ cần đi khám bác sĩ ngay lập tức. Biến chứng. Các ống dẫn nước mắt bị tắc đôi khi có thể dẫn đến viêm túi lệ. Các triệu chứng của viêm túi lệ có thể bao gồm: ghen ra quá nhiều, đỏ ở khóe mắt, sưng cạnh mũi, sốt. Nếu trẻ sơ sinh có bất kỳ triệu chứng nào trên, cha mẹ hoặc người chăm sóc nên đưa đi khám bác sĩ. Khi nào cần đi khám bác sĩ? Trẻ sơ sinh bị đổ ghen hoặc chảy nước mắt nên đi khám bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa mắt để tìm ra nguyên nhân của vấn đề này và kiểm tra các dấu hiệu nhiễm trùng. Hãy nhớ đưa trẻ đi khám nếu ống dẫn nước mắt của chúng vẫn bị tắc sau 6 đến 8 tháng. Trẻ sơ sinh có dấu hiệu nhiễm trùng mắt nên đi khám bác sĩ ngay lập tức. Dấu hiệu nhiễm trùng mắt có thể bao gồm:
mắt đỏ, đau, mí mắt sưng, mủ màu vàng hoặc màu xanh lá cây, sưng khóe trong của mắt. Tóm lại, chảy ghèn mắt ở trẻ sơ sinh là điều phổ biến và thường do ống tuyến lệ bị tắc. Tình trạng này thường sẽ tự hết trong vòng 4 đến 6 tháng. Tuy nhiên, nếu trẻ bị đỏ mắt, chảy ghèn hoặc chảy nước mắt quá nhiều, thì nên đưa bé khám bác sĩ để chẩn đoán nguyên nhân và loại trừ nhiễm trùng mắt. Cảm ơn bạn đã xem video của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật những thông tin về y tế, sức khỏe mới nhất nhé!